Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo. Thì ở trên tay tôi đang là chiếc đồng hồ mà ngày hôm nay nó là nội dung chính giữa tôi và anh Hiệp sẽ chia sẻ về nó. Dạ em chào anh. Anh đã sẵn sàng với bộ câu hỏi đang ở trên tay em chưa ạ? Ok. Dạ vâng. Mình đã sẵn sàng rồi. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Dạo gần đây thì có những cái chiếc đồng hồ sản xuất và lấy mác là đồng hồ thương hiệu đến từ châu Âu, nhưng thực chất ra thì lại sản xuất ở Trung Quốc. Thì với chiếc đồng hồ này ấy, không biết là nhiều khách hàng hỏi em và quan tâm là không biết chiếc đồng hồ này đến từ thương hiệu nào và được sản xuất từ đâu, thì anh có thể giải đáp cho em cũng như là khán giả biết được không ạ? Ok, thì xin chào quý vị khán giả. Một câu hỏi, đây là bạn Phúc. Thì câu hỏi của Phúc tôi đánh giá là một câu hỏi rất là thú vị. Thực chất là hiện nay có rất là nhiều những thương hiệu đồng hồ lấy mác là đồng hồ Đức, đồng hồ Thụy Sĩ, tuy nhiên lại được nguồn gốc, được sản xuất thì lại là từ Trung Quốc. Chiếc đồng hồ đang trên tay của tôi ngày hôm nay thì lại hoàn toàn khác. Đây là một thương hiệu đồng hồ độc lập, đương đại. Và nếu như chúng ta có search cái tên thương hiệu này ở trên Google thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều báo quốc tế có uy tín viết về thương hiệu này. Và thương hiệu đồng hồ mà đang trên tay tôi đây ngày hôm nay tên là David. Thì thương hiệu này quý vị có thể tự tra cứu ở trên Google. Và chia sẻ với Phúc với câu hỏi vừa rồi của em, thì chiếc đồng hồ này đặc sản xuất ở Thụy Sĩ, hoàn toàn 100%, không có một chút linh kiện nào ở Trung Quốc như em nghĩ. Dạ vâng. Đó, hay là khách hàng có nghĩ, được chưa ạ? Nhưng tiện đây thì khi nãy em có nghe anh nhắc về những cái chiếc đồng hồ độc lập đương đại. Dạ vâng, đấy thì không biết là rất là nhiều khách hàng của em đi đến đây và có quan tâm về một chiếc đồng hồ cây to, có chức năng chronograph và hơn nữa là một chiếc đồng hồ độc lập đương đại. Đó chính là chiếc Hublot Big Bang Chronograph. Thì so với Big Bang Chronograph thì chiếc đồng hồ này có những điểm chung và những điểm khác gì ạ? Tôi sẽ trả lời tới quý vị khán giả cũng như Phúc cái câu hỏi của Phúc. Trước khi trả lời câu hỏi thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một chút về một số khái niệm. Ví dụ như Hublot, Phúc luôn đây có ban nãy có nói là thương hiệu đồng hồ độc lập đương đại thì nó chưa hoàn toàn đúng. Thì thương hiệu Hublot chỉ là một thương hiệu đồng hồ đương đại thôi. Còn thương hiệu Hublot là đang quản trị bởi tập đoàn Louis Vuitton Hermès Hennessy. Đó, thì không còn gọi là độc lập nữa. Tuy nhiên là David thì là một thương hiệu đồng hồ đương đại và độc lập, bởi vì thương hiệu này không chịu quản trị của bất kỳ tập đoàn nào hay là một quỹ đầu tư nào cả. Thì đây là một thương hiệu đồng hồ vừa độc lập vừa đương đại. Và đó, cái điểm chung của hai brand này, David và Hublot, là hai thương hiệu đồng hồ đương đại. Và hai thương hiệu này với những cái DNA, ví dụ như chúng ta có thể thấy được Hublot rất là nổi tiếng với dáng vỏ Classic Fusion hay là dáng vỏ Big Bang, thì với David thì họ cũng có một cái dáng vỏ rất là DNA của thương hiệu, đó chính là dáng vỏ của chiếc đồng hồ đang trên tay của tôi đây. Tôi gọi đây là dáng vỏ Castle Case, hay gọi là dáng vỏ lâu đài, bởi vì chúng ta sẽ thấy được khá là nhiều những cái chi tiết được lấy cảm hứng từ lâu đài của châu Âu. Đó, từ bezel này, từ phần thân này. Có một điểm nữa khá thú vị của chiếc đồng hồ này, đó chính là những người sáng lập là ngài David. Ông ấy là dòng dõi quý tộc và là hậu duệ của ngài hoàng đế Napoleon Bonaparte. Vậy nên là chúng ta sẽ thấy được cái phần kim của đồng hồ là được sử dụng cái hình kiếm hay gọi là sword hands. Đó là cái điểm khác biệt cũng như là điểm tương đồng của hai thương hiệu đấy, Hublot và David. Như nghe anh Hiệp chia sẻ về đồng hồ thì từ trước tới nay đã nghe rất là nhiều rồi và rất là hay. Thì ngoài những cái điểm đó ra, trên chiếc đồng hồ này còn có điểm gì đặc biệt nữa không anh? Trên chiếc đồng hồ này có cái điểm đặc biệt, đó chính là trên chiếc đồng hồ này còn có một cái chi tiết, đó chính là cái vành bezel của chiếc đồng hồ này. Ở dưới cái vành bezel của chiếc đồng hồ này được làm từ một kim loại đặc luôn ấy, chứ không phải là mạ hay là bọc gì cả. Đó, kim loại đặc, kim loại này tên là tantalum. Thì kim loại này là một kim loại rất hiếm đó, và nó giống với titanium với cái màu sắc là cái màu xám. Tuy nhiên là nếu như nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy là nó có ánh xanh. Và cái kim loại này là một kim loại rất là khó để mài mòn cũng như là rất khó để chế tác. Tuy nhiên là thương hiệu đã sử dụng cái kim loại này để chế tác và hoàn thiện là chảy xước brush finish rất là đẹp mắt. Đó là một điểm rất là đặc biệt trên chiếc đồng hồ này. Sẵn tiện là khi nãy anh có nhắc về thương hiệu Hublot. Ok. Dạ, thì cũng rất là nhiều khách hàng của em, những khách hàng chơi đồng hồ rất là lâu năm rồi. Thì họ có một cái tâm niệm là mua đồng hồ Hublot chẳng khác nào là một cái gì đó hơi phí tiền. Thì anh cảm thấy quan điểm đó như thế nào anh? Quan niệm đấy thì đây thì tôi chia sẻ góc nhìn cá nhân của tôi. Thì tôi thấy cái quan điểm đấy là một quan điểm ở góc độ khá là một chiều. Cũng phải chia sẻ với cả quý vị khán giả là như thế. Thực tế mà nói, để đưa một thương hiệu có một cái DNA và được
nhận độ nhận diện thương hiệu cao như thế, nó là một điều rất khó. Có những thương hiệu đồng hồ truyền thống như là Rolex hay Patek mới có những độ nhận diện cao như vậy, mà họ cần đến hàng trăm năm. Mà đây Hublot mới chỉ khoảng 40 năm thôi mà đã có một độ nhận diện nhanh như vậy, và chỉ trong khoảng đúng ra là khoảng tầm 20 năm trở lại đây, thì đấy là một điều không tưởng. Phải nói là rất giỏi, brand rất giỏi. Và cái công đấy là cái công lớn, đấy là do ngài Jean-Claude Bivet, chủ tịch đồng hồ của Louis Vuitton Hennessy. Thì bây giờ để nói là Hublot ra ngoài IDEO, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là một chiếc Hublot. Rất khó để làm được cái điều đấy. Đúng rồi. Đó, rất nhiều tiền, rất nhiều công sức, thậm chí là phải là một người rất là giỏi trong cái lĩnh vực truyền thông và trong cái lĩnh vực đồng hồ mới có thể làm được điều đấy. Thế nên là nếu mà việc chúng ta phủ nhận luôn Hublot, tôi thấy là nó sẽ hơi chưa công bằng với thương hiệu cho lắm. Đó, thế nên là nếu để so sánh thì cái quan điểm của cái khách hàng đấy cũng có phần đúng nhưng cũng có phần chưa đúng. Đúng là Hublot họ sử dụng cái giá trị truyền thông nhiều, nhưng sản phẩm của họ thì cũng ngày càng tăng lên. Độ hoàn thiện của Hublot thì càng ngày càng được cải thiện, và service của Hublot trên toàn cầu thì cũng tương đối là tốt. Đó, thế nên là cái việc mà chúng ta nhận định Hublot, mua Hublot là phí tiền thì nó cũng hơi chưa ổn lắm. Đó. Vậy thì nếu như để mà so sánh, đây là một câu hỏi cá nhân em. Okay. Thì nếu như được chọn thì anh sẽ chọn mua chiếc đồng hồ Dewitt trên tay anh hay là một chiếc đồng hồ Big Bang Chronograph ạ? Đây là một câu hỏi thú vị. Tôi đánh giá là như vậy. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn chiếc đồng hồ này. Còn quý vị khách hàng nó có nhu cầu mua một chiếc đồng hồ với độ nhận diện rất là cao, và ai cũng biết là mình đang đeo một chiếc đồng hồ chất lượng cao đến từ thương hiệu nổi tiếng, thì hãy chọn chiếc Hublot Big Bang Chronograph. Còn với tôi thì tôi tập trung đến giá trị của sản phẩm và muốn có một cái giá trị thật. Thế nên là tôi sẽ chọn chiếc này. Chúng ta hãy nhìn những chi tiết ở trên chiếc đồng hồ này để chúng ta thấy được là độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này tốt hơn Hublot như thế nào. Đầu tiên ấy, chúng ta hãy nhìn đến cái phần các cái vít của chiếc đồng hồ này là đều là vít đặc biệt chứ không phải là vít thông thường. Đấy, ở phần nối dây này chúng ta sẽ có cái vít hình bông hoa. Cái vít đáy lại là một cái vít hình đây là hình ngũ giác đó ở phía trong của đáy. Rồi kết cấu vỏ của chiếc đồng hồ này cũng là một kết cấu có vỏ rất phức tạp. Đó, chúng ta có thể thấy được nó liên quan đến một lớp này, hai lớp này, lớp thứ hai là lớp vành tantalum này, lớp thứ ba này và lớp thứ tư này, kết cấu vành rất phức tạp, kết cấu vỏ rất phức tạp. Cái dây của chiếc đồng hồ này thì lại có cốt ở phía bên trong. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta gật chúng ta tác động về cái hướng này thì nó sẽ không bị hở ra. Cả phần da ở đây là đều được vắt cạnh, rồi bắt đầu mình khâu cái kỹ thuật khâu từ dưới lên trên may một cái lớp da như này. Cỗ máy của chiếc đồng hồ này và cỗ máy trước Phúc có đề cập ấy là cỗ máy base là 7750. Đây là một cỗ máy chronograph rất là nổi tiếng, bởi vì chiếc cỗ máy đấy thứ nhất là hoạt động rất là bền bỉ và nó là một cỗ máy có lịch sử. Nó được sản xuất vào năm khoảng 1973 nếu tôi nhớ không nhầm. Nhược điểm cái cỗ máy 7750 đấy, nhìn độ hoàn thiện không được tốt, cỗ máy thô ấy. Tuy nhiên là Dewitt họ đã modify lại một cách cực kỳ đẹp mắt. Đây, xin mời quý vị có thể chiêm ngưỡng được cái cỗ máy này. Và rotor màu vàng skeletons rất là đẹp. Theo thẩm mỹ của tôi thì đây là một trong số những cỗ máy 7750 được modify đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Về Hublot và Dewitt Chronograph thì chúng ta đều nhận ra được ưu điểm, nhược điểm của từng chiếc. Hublot Big Bang Chronograph nhìn rất là khỏe khoắn, rất thể thao, đeo dây cao su và độ nhận diện thương hiệu phải nói là tuyệt vời. À, biết là chúng ta đeo Hublot. Còn chiếc Dewitt này thì dành cho những người thích đồng hồ và thích cái giá trị của đồng hồ hơn là về thương hiệu. Mức giá cho hai chiếc đồng hồ này thì cũng có sự chênh lệch. Mặc dù là chiếc đồng hồ này hoàn thiện tốt như thế nhưng không có nhiều người biết, dẫn đến cái việc mà với một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng ở trên thị trường có mức giá chắc là chỉ bằng 60% so với một chiếc Big Bang Chronograph sử dụng 7750, chỉ khoảng 60% thôi. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, và rất là cảm ơn anh Hiệp đã chia sẻ những cái thắc mắc đến từ em và cũng như là khán giả trong suốt thời gian vừa qua về chiếc đồng hồ này. Vậy còn quý vị thì sao? Nếu như còn thắc mắc về chiếc đồng hồ này thì đừng ngần ngại, hãy đánh vào phần comment ở phía bên dưới để nói ra những thắc mắc của mình về chiếc đồng hồ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, xin chào quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.